Thấy cô đi. À, dạ cô ăn gì? Nay bé ngoan không cô? Dạ cô chưa uống sữa sao mà ói á chị. Vậy hả? Sao nó ói vậy? Ho. Ờ, nay mới ho hả? Nó có hồng hồng á. Bye cô, giỏi quá. Dép con đâu? Cái này chắc là anh ho quá. Ờ. Bye cô. Bye cô. Mấy giấc ngược rồi? Chơi không? Con về hả? Con về hả? Em sao? Dạ. Đá hả? Đi nước anh hay về? Đi nước anh không? Đi nước anh nha. Đi nước anh hay về? Hả? Đi nước anh hay về? Chưa này. Nước anh phải không? Rồi. Dạ.